học trường đại học Washington, đặc biệt là khỏi BSA. Tết đến thì cũng có lời chúc cho tất cả nhà quý khi hướng một ngày xuân đầy hạnh phúc, vạn sự như ý, sức khỏe an khang dồi dào thịnh vượng, tiền vào nước, tiền ra được nhỏ giọt. Thường thường người trẻ lên đây hát bài từ Lady Gaga hoặc là Beyonce hoặc là Jay-Z, nhưng mà Danny có hát bằng nhạc của người già giống anh James, nhạc quê hương. Tại sao Danny chọn nhạc quê hương? Tại vì theo Danny nghĩ là giống như cái gì mới phải có cũ trước, cho nên cái hàng gọi là cái gì, you have to appreciate everything that came first, and rồi also cái bài quê hương ấy, rất là khó hát, cho nên rất là challenging, cho nên đi hát cái bài mà khó hát. That was a very eloquent answer.